gì cũng có nhân duyên của nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta thường hay gieo duyên lành với Tam Bảo thì chúng ta sẽ gặp Tam Bảo. Còn chúng ta không có gieo duyên lành với Tam Bảo thì chúng ta sẽ không có gặp Tam Bảo thôi. Như vậy thì một người mà thường hay là giúp đỡ những người khác thì ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn á thì mình sẽ được người ta giúp đỡ lại mình. Còn một người hay á là hộ trì cho quý thầy quý cô thì trong hoàn cảnh khó khăn thì có quý thầy quý cô hộ trì. Một người á mà hay á là lễ Phật cúng Phật, gieo duyên lành với Phật thì trong hoàn cảnh khó khăn á thì được Phật gia hộ. Đó là chuyện bình thường thấy. Đó là gieo nhân á thì gặp quả, nó là như vậy. Cho nên đó, bây giờ hỏi là tại sao một người mà khi ra đi, tức là khi mất, mà có hộ niệm thì người ta lại tướng hảo hồng hào như vậy. Hỏi tại sao? Thì nói chung cái này thì mình biết rằng nếu mà người ta ra đi trong cái sự an tâm, người ta ra đi á là trong cái không có hoảng sợ hoảng loạn thì dĩ nhiên cái gương mặt người ta nó sẽ là không có cái nét gì mà hoảng loạn sợ sệt, mà ta vững tin vào Tam Bảo, một lòng tu tập, một lòng hướng Phật thì dĩ nhiên á là gương mặt của họ sẽ không có biến sắc. Còn mà nói là trong cái thời gian để rất lâu mà thân thể vẫn mềm dịu, không có cứng như là bình thường, thì đó theo thầy nghĩ thì cũng đó thứ nhất là cái năng lượng mình tu hành. Cái thứ hai nữa có sự gia hộ của chư thiên chư Bồ Tát và mười phương chư Phật, thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi. Tức là thần lực của chư Phật và chư Bồ Tát có thể gia hộ cho tất cả pháp giới chúng sanh mà. Cho nên đó theo thầy nghĩ đó cũng là bình thường thôi. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật ngài là còn dùng thần lực để gia hộ cho một số người. Còn các cái vị A-la-hán, thánh A-la-hán, ví dụ như là ngài Mục Quyền Liên, ngài bay đến cái nơi để độ người ta, tức là ngài cũng dùng thần lực. Do đó mà cái thần lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, nếu chúng ta có lòng tin hướng về thì cái cảm của mình đó với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên thì dĩ nhiên là có cảm thì phải có ứng thôi. Có nghĩa là trong đời sống mình đó, tu tập có cảm là có ứng. Rồi một người mà trước khi ra đi làm như thế nào để cho người ta an tâm, người ta ra đi mà người ta không có một cái chút gì sầu thương oán giận đi rời khỏi thế gian này, thì đây quý vị nó là cả một sự tu tập đấy. Nghĩa là không phải là bình thường mà đạt tới cái trạng thái đó. Cái trạng thái đó là một trạng thái tự tại. Cho nên khi mà mình tu á ở trong đời sống á mà nó tự tại thì khi người ta ra đi, người ta ra đi cũng tự tại. Phải tập trước, chứ mình không có là bình thường mà mình không có luyện cái tâm mình tự tại với hoàn cảnh, đến đó mình hy vọng là chúng ta sẽ được tự tại thì nó không có đâu. Cái tâm này phải được chuẩn bị từ trước. Có nghĩa là mình đó là phải chuẩn bị từ trước, rèn luyện cái tâm được như vậy đó thì đến lúc đó nó mới được như vậy. Chứ không phải là mình hy vọng. Có những người á, khi mà chúng ta còn hiện diện trên thế gian này nè, mình không có tu tập, cái mình hy vọng là khi mà mình rời khỏi cuộc đời này mình đắc đạo. Cái đó là đâu có phải. Mình đắc đạo là phải đắc đạo ngay lúc này thì lúc đó mới đắc, chứ đâu mà bây giờ không đắc lúc đó đắc, bây giờ không có tự tại lúc đó tự tại. Vì thấy không, cái đó là sự vô lý. Cho nên nó tự tại phải là tự tại cái tâm ở trong lúc này, cho nên lúc đó ta mới rèn luyện cái tâm của mình ở trong cái cuộc đời này nè. Mình sống mình rèn luyện làm sao á mà chúng ta sẵn sàng. Thứ nhất á là buông bỏ tất cả các cái. Sẵn sàng buông bỏ nghĩa là gì? Bây giờ mình còn nắm giữ, nhưng mà tới nó vượt khỏi tầm tay của mình hết, mình vẫn không có giận hờn quán trách, mình không có sân si phiền não, thì đó gọi là sẵn sàng buông bỏ. Chứ không phải là chúng ta buông bỏ liền bây giờ. Buông bỏ với hai cái buông bỏ.
buông bỏ trên tướng á là mình không còn sở hữu gì hết. Còn buông bỏ trong tâm á là có không có gì mình cũng không có nặng lòng gì hết. Bây giờ ví dụ như á là người ta có 100 ngàn thì người ta bận lòng với 100 ngàn, khi mà mất á 100 ngàn đó đi, ví dụ như mình đi á, lỡ đi lọt ra ở đâu á mà mất 100 ngàn, trời ơi mình tiếc dữ lắm, rồi mình buồn dữ lắm, nhầm khi buồn bỏ ăn bỏ uống luôn. Và như vậy thì chúng ta bận lòng đó, chúng ta không có sẵn sàng buông bỏ. Còn cái việc có hay không á, nó là tùy duyên thôi. Ví dụ á, mình có phước nhiêu mình hưởng nhiêu, có duyên nhiêu mình gặp nhiêu. Chứ cái gì á nó thuộc của mình á, là phước của mình, là của mình. Còn cái gì nó không thuộc phước của mình á thì nó là không phải là của mình. Cho nên mình thấy cái gì á mà nó là của mình là của mình, cái gì không phải của mình là không phải của mình. Đừng có bao giờ níu kéo, và đừng có bao giờ á là chúng ta bị sốc về cái đó. Tại vì khi á mà có duyên thì nó đến, khi á mà có quả thì chúng ta được. Ví dụ như á cái quả thiện nó đến thì chúng ta được, mà có duyên á thì nó gặp, còn có quả thì chúng ta được. Đó là quả thiện. Cho nên á là một cái người mà tu tập á, ta tập trước. Tập trước cái gì? Tập trước cái sự dao động của thế gian. Dao động thế gian là sự biến đổi của thế gian. Ví dụ như hôm qua mình có, hôm nay mình không có. Hoặc là hôm qua không có, hôm nay mình có. Mình sẽ dao động cái tâm mình theo cái có và cái không đó. Bây giờ mình tập sao á mà cái tâm mình không dao động với cái có và cái không. Bây giờ có thì cái tâm mình cũng vậy, mà không có cái tâm mình cũng vậy, thì là mình tập như thế nào được cái tâm đó. Đó là chúng ta tập quán sát thế gian theo cái nhìn của nhà Phật, gọi là pháp nhãn. Ví dụ như pháp nhãn Đức Phật dạy, thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ, thế gian này nó không có tự tánh, có nghĩa là thế gian này là vô ngã. Người ta thường xuyên quan sát thế gian như vậy. Ví dụ như mình quan sát, mình nhìn cái thế gian này thay đổi thật đó. Bữa nay là của mình chứ ngày mai của người ta đó. Bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản thôi. Khi chúng ta chưa đến thế gian này thì tất cả những cái chúng ta có là của ai? Và khi chúng ta rời khỏi thế gian này thì những cái chúng ta có thuộc về ai? Dĩ nhiên là khi chúng ta chưa đến thế gian này, những cái chúng ta có không phải là của mình. Và khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này ra đi, những cái chúng ta có dĩ nhiên cũng không phải là của mình. Như vậy ngày xưa nó không phải là của mình, sau này nó không phải là của mình, hiện tại nó là của mình. Như vậy cái của mình này là của mình của tạm bợ thôi. Thì trong nhà Phật gọi là duyên và nghiệp đó. Nghiệp là nghiệp thiện nó trổ quả, duyên là chúng ta gặp gỡ. Như vậy thì nghiệp nó đến nó gặp quả, và duyên là chúng ta gặp gỡ với cái này. Thì hết duyên thì nó sẽ biến mất, và chả hết nghiệp thì nó cũng biến mất. Như vậy thì trước sau gì nó cũng biến mất, rời khỏi tầm tay của mình thôi, chứ không bao giờ mà nó còn tồn tại mãi mãi với thời gian của mình hết á. Như vậy thì nó đâu phải là của mình mãi mãi đâu, mà cũng chẳng qua là nó của mình ở trong một cái giai đoạn nào đó thôi. Nên mình chuẩn bị cái tinh thần là gì? Bây giờ nó có, ngày mai nó không. Như vậy nó có thì mình vui lắm, nhưng mà ngày mai lỡ nó không thì mình buồn lắm. Chỉ cái vui cái buồn mình là hai cái dòng cái cảm thọ sai biệt khác nhau. Một cái là tham, một cái là sân, là hai cái loại căn bản phiền não nó đến với mình như vậy đó. Thì mình làm sao mình xả được tham và xả được sân ở trong khi nó có và nó mất? Do cái nhìn của mình, cái hiểu của mình, cái quan sát của mình. Thường xuyên hàng ngày mình thấy được điều đó đó. Cho nên á, mỗi khi á mà nó có rời khỏi tầm tay của mình á thì mình cũng suy nghĩ, trước khi mình đến đây thì những cái mình đang có không phải là của mình. Sau khi mình rời cuộc đời này, theo tư duy mà mình đã nhận diện được á, là sau khi rời khỏi cuộc đời này, những cái đang có cũng không phải là của mình. Vì trước đây nó không phải là của mình, sau này nó không phải là của mình, vì hiện tại không lẽ nó là của mình sao? Bây giờ ví dụ như mình nói cái nhẫn hột sòn đi.
có thể nó tồn tại cả triệu năm, cả tỷ năm nó cũng không hư nữa, hột sòn cả tỷ năm nó không hư nữa. Chỉ nó truyền người này qua người khác, hoặc là nó mất đi, nó lọt ở đâu đó, người ta kiếm được thôi à. À, hoặc là nó trong cái kho báu nào đó thôi. Như vậy thì mình biết cái nhẫn này, cái viên hột sòn này nó truyền bao nhiêu tay người chưa? Người này đến người kia, đến người nọ, rồi tới tay mình rồi truyền tiếp, 1 tỷ năm nữa nó truyền tới đâu? Do đó mình cũng chẳng qua là giữ tạm nó cho cái vũ trụ này thôi. Trong lúc đó mình giữ tạm nó cho vũ trụ này, kể cả tiền bạc, kể cả nhà cửa, kể cả ruộng vườn ruộng đất, kể cả tất cả các cái thứ nào mà mình gọi là sở hữu, đó là mình gọi là mình có, thì cũng chẳng qua là giữ giùm người ta thôi, giữ tạm cho người ta thôi. Còn cái gì mà mình xài á là mình đã giao tay cho người khác. Cái gì mình bán đi cũng đã giao tay cho người khác. Ví dụ như tiền mình xài là giao tay cho người bán mình. Còn ví dụ như mình có chiếc xe mình đem đi bán đi thì mình giao cái quyền sở hữu cho một người khác. À, đó là mình hết quyền đó với nó. Mình bán đi là mình hết quyền đó với nó. Như vậy thì mình thấy tại sao người ta lại sầu thương oán giận trong lúc người ta ra đi, là tại vì người ta thấy người ta bị mất. Mất cái gì? Mất cái thân này. À, mất cái gì? Mất cái người yêu. À, mất cái mình thích. Mất cái gì? Mất cái của mình. Cho nên người ta sợ lắm. Tại sao? Là tại vì người ta không muốn rời khỏi nó. Mà cái gì mình không muốn rời khỏi nó là do cái mình ham thích đó. Ham thích thì trong kinh nhà Phật gọi là do ái dục. Tức là kinh nhà Phật do ái dục. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Có nghĩa là do mình thích thú nó, do mình ham muốn nó, cho nên mình sợ đủ thứ chứ nghe, sợ mất nó. Mình ra đi mình sợ mất nó. Cho nên có nhiều người á, tiền bạc quá trời quá đất. Có nhiều người á, là của cải quá trời quá đất. Cho nên á, là họ rất là khổ sở với nó. Không biết mai mốt ra đi rồi bây giờ ai thừa kế cái này, ai á, là được cái này. Mình đừng có lo. Nếu người nào họ được cái đó là họ đủ phước để họ có cái đó họ mới được. Còn họ không đủ phước là không bao giờ họ giữ được cái đó hết á. Mình tin đi. Mình tin cái điều á là họ đủ phước họ mới cầm được trong tay cái đó. Còn họ không đủ phước thì họ cũng vượt khỏi cái tay của họ ra à. Dầu cho mình sắp xếp với người đó ngon lành. Ví dụ như á, ở trên Bình Dương nè. Cái chú đó đó, chú mất, chú để lại mấy trăm hectare cao su. Là để lại cho đứa con đó. Một kỳ bóng đá Euro hay gì đó, cá độ bứt hết chân còn miếng nào chứ. Nói gì nghĩa là gì? Mình cố tình để lại cho đứa con đó mà nó có giữ được đâu. Cái phước của nó không có giữ được đâu. Nên cái người nào có đủ phước đó ta giữ được cái đó. Còn cái nào người nào không đủ phước đó thì người ta không giữ được cái đó. Mình cố tình mình sắp xếp đó. Cho người này cái này, cho người kia cái kia, cho người nọ cái nọ. Là chẳng qua mình làm cái sự công bằng thôi, chứ không phải là họ giữ được cái đó đâu. Ví dụ như có bốn đứa con, có bốn công đất, cho một đứa công đất là mình thấy an tâm phải không? Ông đâu coi chừng bán trơn á. Hoặc là một đứa nó gom lại mấy đứa kia, ví dụ vậy đó. Cái đó là do phước của mọi người. Còn chúng ta mà chia, chẳng qua là chúng ta tạo một cái sự bình đẳng, ta tạo một cái sự công bằng thôi, để trong lòng người mà thôi. Còn cái công bằng của vũ trụ là do phước. Ai có phước giữ được cái đó, ai không có phước không có giữ được cái đó. Cho mình đừng có lo. Cho nên có nhiều người ta rất là lo người kế thừa. Ví dụ như kế thừa cái đó đó là không phải là người mình thích. Cho nên người ta lo mà người ta bực bội dữ lắm. Mà người ta không làm gì được. Bây giờ là bệnh hoạn quá đâu có làm gì được đâu. Mà người ta ngồi người ta sợ hãi, người ta sầu thương, người ta oán giận đó. À, quý vị, mình tính đâu đó là mình phải đưa lại cho cái người mà mình muốn đưa. Nhưng người mình muốn đưa không đủ phước, không có lãnh được đó đâu. Lãnh rồi cái đó, rồi á, cũng rời khỏi tay người đó ra đi trong nháy mắt nếu không đủ phước à. Cái đó là chắc ăn chăm chấm. Cho nên hãy an tâm những cái gì mà tương đối cuộc đời thôi. Đừng có bao giờ mà mình làm cái gì mà cuộc đời này cho nó tuyệt đối cả. Nó không có tuyệt đối. Tuyệt đối là theo ý muốn mình 100% là như vậy, 100% là như vậy. À, không có đâu. Đó, cái đó để làm chi? Để chúng ta an tâm. À, mình an tâm
mà những cái gì mà chúng ta có là nó sẽ đặt đúng chỗ đối với phước duyên của nó với một ai đó mà vũ trụ đã sắp đặt điều đó trên cái luật nhân quả và nghiệp báo. Cho nên những người tin sâu nhân quả nghiệp báo á, là họ không có màng gì cái đó, ai được hay không là do phước của họ chứ không phải là do cái mình sắp xếp. Còn cái người mà tin không tin nhân quả nghiệp báo cách sâu sắc đó là họ rất khổ tâm với cái này, họ sắp xếp theo cái sự tính toán của họ. Nhưng mà quý vị biết á, ông bà mình nói là người tính không bằng trời tính, phải không? Nghĩa là mình tính vậy đó, nhằm khi nó ra đáp số không phải như vậy. Cho nên á, quý vị cũng đừng có bận lòng bận tâm quá với cái đó, mà hãy nhìn lại quan trọng với cái gì của chính mình nè. Mình có những cái gì và cái gì của chính mình là cái đó mới quan trọng. Còn cái mà thừa kế của thế gian á thì cái đó không quan trọng đâu. Còn cái gì mình có là mình mới quan trọng nè. Vì cái thứ nhất, chúng ta có phước không? Chúng ta có phước không cái đã? Phước nhân á. Phước nhân là phước gì? Phước nhân là phước chúng ta gieo á. Chúng ta có cho, có tặng, có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ đời đó, để tạo thành những cái phước báo. Thì cái phước đó đó mình có không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình tu á, có đạt được cái tâm giảm thiểu phiền não không? Ví dụ như chúng ta tu đạt được tâm thanh tịnh, tu á, chúng ta có bổn nguyện, tu chúng ta đạt được cái tâm mà không có phiền não, tu chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh, hay là tu chúng ta đạt được các cái tầng thiền định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình có những cái đó không? Cái đó mới là cái quan trọng đó. Còn tất cả cái thế gian đều là thừa kế, còn cái đó là cái của mình mang theo. Còn cái gì không phải mình mang theo á là cái của người ta. Mà của người ta mình đừng có bận lòng bận tâm, thế gian người ta làm được hết á, người ta là tính toán hết á, không phải tới mình đâu. Bây giờ ví dụ như một cái ông giám đốc, ông có một tài sản rất đồ sộ, bao nhiêu trái phiếu, bao nhiêu bất động sản, rồi bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu công ty, bao nhiêu đất đai. Rồi bây giờ á, ông ra đi khỏi cần ổng tính, thế gian tính nhanh lắm, đâu không tin hả, ra đi tính bực cho coi, trong vòng 3 ngày là nó tính hết trơn luôn, giàu nhiều ít dễ tính cũng ra hết trơn á, dễ lắm. Mình tính đâu nó tính không ra hả? Không đâu, thế gian này cái gì chứ chia của lại chia hay lắm, nhanh lắm. Cho nên á, mình đừng có sợ, tại vì bây giờ nó là duyên của mình, lúc đó nó hết duyên rồi thì để lại cho thế gian. Để lại cho thế gian cái gì? Để lại cho thế gian là tùy thế gian quyết định. Ở trong đó có cái luật pháp của cái nơi đó, có nghĩa là thực pháp kế thừa, thừa hưởng cái nơi đó đó, nó quyết định. Nhưng mà đất đai á thì nhất canh điền thiên niên vạn chủ, có nghĩa là một cái miếng đất đó ngàn năm tới vạn chủ đứng tên lận. Nhất canh điền thiên niên vạn chủ, 1000 năm tới 10000 người đứng tên lận, chứ không phải riêng gì mình. Nhằm khi á, mình thấy á, cái đất đó ha, mình tính đâu á, là mình là sở hữu cái đó, nhưng mà mình không để ý đó. Trước đây 100 năm trước, 1000 năm trước, 2000 năm trước, cái đất đó là đất của ai? Rồi sau này 1 năm, 2 năm, 1000 năm sau, 1 triệu năm sau là của ai? Nó có cái của mình không? Cho nên thôi, đừng có lo lắng gì cái đó hết. Mà lo lắng cái gì? Lo lắng cái gì? Những cái gì của mình ở trong tay mình á. Trong tay mình là phước, trong tay mình là công đức, trong tay mình đó là sự tu tập, sự giảm thiểu các cái phiền não, trong tay của mình đó là trí tuệ được phát sanh, cái đó mới là cái gốc, cái chính của vấn đề. Còn tất cả các cái khác đó là do duyên, do phước, do nghiệp mà nó bố trí thôi à. Nếu mà nó không có phước đó mà mình bố trí cho nó cũng mang họa thôi, nó thật á. Ví dụ người đó không có phước gì vậy á, cái mình để lại cho người ta là cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ, mang họa đó, gánh nổi. Giống hệt như người yếu mà mình đưa cái cục sắt nặng quá nó gánh nổi. Cái đó là cái sự thật đó quý vị. Cho nên đó, mình không phải là mình để lại cho người ta nhiều là tốt cho người ta đâu, không phải đâu. Mà nếu mà nhiều là tốt cho người ta, với tính cách là người đó phải quản lý nổi cái đó kìa mới là tốt. Còn người đó không quản lý nổi cái đó là không có tốt. Như kìa đó có anh đó, ảnh là thợ hồ,
mà anh có ông chú ở bên Mỹ á, ông chú cũng không có con. Khi mà ông chú mất á, ông ấy là di chúc lại cho cái anh này một số tiền đó. Anh di chúc lại còn nhiêu anh từ thiện thì di chúc lại cho anh cháu này nè, mà anh cháu làm thợ hồ, ngày sống qua ngày thôi à. Nhưng mà di chúc lại nhiều tiền lắm, tính ra là bạc tỷ đó. Thì luật sư á, người ta mới mời anh này nè lãnh về cái số tiền đó. Khi lãnh về cái số tiền đó, cái ảnh mới mua tủ sắt về, ảnh để tiền đó, ảnh ở trong nhà trọ, ảnh để trong tiền đó. Ông dám đi đâu chừng á, ông khóa cái tủ sắt đó, ông để chìa khóa trong mình, ông đó không dám ra khỏi nơi đó, ông giữ khư, mà ông chả biết làm gì số tiền đó. Cái vật tỷ á, ban đêm không dám ngủ luôn, nằm xuống dám chợp mắt sợ nó khóa cái cửa vô nó gấp tiền. Cho nên nó cỡ chừng là cả tuần lễ hơn, ổng không có ngủ nghe gì được hết trơn. Ban ngày ổng cũng nướm mua đồ quán rồi về ăn, giờ người ta mua giùm chứ đó à. Là trời ơi, mỗi lần đi làm hồ ngày 300-400 ngàn mà thảnh thơi dễ sợ luôn, chiều còn là đi chơi với bạn bè nữa. Còn giờ mà có tiền đóng rồi có ngồi đó không mà không sợ, không sợ mất vậy. Có nghĩa là sao mình đang nói ý vậy đây? Ý là ổng không biết quản lý tiền đó như thế nào đó, cho nên ổng khổ. Bởi vì kỳ đó nó mới nói với mấy ông bạn, ổng là thôi giờ ổng đừng có giữ gì nữa. Một á là ổng đi ổng gửi ngân hàng đi, ổng cầm cái sổ đâu ai lấy được tiền của mình. Cái thứ hai nữa, nếu không vậy đó thì đi mua cái nền nhà, mua miếng đất rồi đó, rồi gửi ít gì đó thì người ta hết tiền rồi vẫn đi làm hồ bình thường đi. Tại nghề đó mình làm vui mà, ổng thích làm hồ thì ổng đi làm hồ bình thường, có tiền cứ để đó thôi, có làm sao đâu. Rồi ổng vì ổng nghe theo, ổng đi mua mấy cái miếng đất, rồi ổng gửi ngân hàng đó, rồi khỏe re không, rồi ổng đi ổng làm bình thường thôi, ai lấy gì được ổng đâu. Cái đó là cái cách mà ổng không biết quản lý cái số tiền lớn, tại nhỏ lớn đâu có quản lý số tiền lớn. Vì thấy không, cho nên nhầm khi á, mình cho người ta một đống mà tao không biết quản lý, nó trở thành cái họa cho người ta, chứ không phải là cái phước. Cái phước là ta có nhiều, nhưng cái họa là ta không quản lý nổi, và cái họa ta không đủ phước để ta lãnh. Đó, cho nên đừng ham. Nên ta mua số gì đó thì là mua vài tờ cho vui thôi, đừng mua quá cho nhiều, lỡ chúng cái mình lãnh không nổi à. Nó nhiều quá lãnh nổi. Cho nên nó vừa vừa thôi được rồi, thiếu á thì nó khó khăn quá, còn nhiều quá thì nó mang họa. Thôi vừa vừa thôi. Nên ở trong cuộc sống này á, quý vị mới thấy rằng là cái mà mình lo nghĩ không phải là cái những cái xung quanh mình. Cái mình lo nghĩ là cái gì mà chúng ta đi ở trên vạn dặm sanh tử luân hồi á, cái đó mới là cái gốc á. Cái gốc vấn đề là trên cái bước đường sanh tử luân hồi vạn dặm này, mình có cái gì mà mình cầm ở trong tay mình đi nè. Ví dụ có phước, đi nơi nào á thì chúng ta cũng ngon lạnh chứ. Rồi nếu mà chúng ta có công đức, có tu tập á, thì đi đến cảnh giới ngon lành. Cái người có tu tập là đi đến cảnh giới ngon lành, cái người có phước là ngon lành trong cảnh giới. Ví dụ như mình ở con người của mình có phước. Có phước á, nếu phước thọ mạng sống dài, phước sức khỏe không có bệnh, phước sắc đẹp á, thì đẹp đẽ, phước quyền lực á, thì nói người ta nghe, phước tử tôn á, thì gia đình đông con cháu, phước á, về thân hữu bạn bè, đông bạn bè thân hữu, rồi á, là phước về thọ mạng á, sống dai. Ví dụ như vậy đó, nó có nhiều cái loại phước báo khác nhau. Cho nên á, là người ta có điều những cái phước báo đó thì sanh ở cảnh giới nào người ta cũng sung sướng, dầu cho cảnh giới đó người ta rất là đau khổ, nhưng mà người đó sung sướng. Trong á, là cái nơi rất nghèo nhưng vẫn có người giàu, cái nơi rất khổ nhưng vẫn có người sung sướng. Bây giờ ví dụ như ở sa mạc đây rất khổ, nhưng có người ta giàu á, người ta làm cái nhà lồng, cái nhà âm ở trong sa mạc á, rồi người ta làm máy lạnh ở trong á. Và ở trên đó thì người ta làm bằng cái solar á, là cái điện mặt trời á, ở trên mái nhà. Lấy điện đó ta làm nên làm lạnh ở trong lòng đất á, ta ở trong máy lạnh vừa đủ cái nhiệt độ người ta sống. Thấy không? Ta giàu thì giàu cho ở cái nơi rất đau khổ, nhưng mà trong khi đó các con thằn lằn, các con rắn mối, các con rắn nó rất khổ nơi sa mạc.
Thứ nhất là nó kiếm đồ ăn, thứ hai kiếm thức uống, thứ ba là nó trốn cái khí hậu. Ví dụ như ở sa mạc đâu phải đồ thức ăn nhiều đâu. Đi kiếm một thức ăn ở sa mạc phải là chuyện đơn giản, nhưng mà mấy con như con thằng lằn rắn mối đó, nó sống ở sa mạc. Con rắn sống ở sa mạc khó lắm. Và ban đêm nó uống nước bằng cách nào đâu, nó le lưỡi ra đây nè, xương nó xuống á, được bao nhiêu là nó uống vô. Hoặc là nó liếm lên trên những cái tảng đá rồi đó, xương nó động nó liếm, vậy là nó sống nguyên ngày. Nó khát vậy đó, nó đói vậy đó, rồi nắng nó lên á, nó rất nóng, nó mới vùi mình sâu ở trong trỏng vậy đó. Ở cái nơi khắc nghiệt, những cái nơi mà nó khổ vậy đó, nhưng mà vẫn có người ta rất sung sướng nơi đó. Người ta có những cái ốc đảo ở giữa sa mạc, có ốc đảo, có nước. Ở giữa sa mạc có người giàu, người ta sống ở đó, mình thấy không? Hoặc là ở Bắc và Nam bán cầu, ở khối nước đá, ở nơi đó là các cái loài chim, các loài hải cẩu, các loài gấu, nó sống rất là khổ cực. Tìm miếng mồi không phải chuyện đơn giản, tìm một nơi ngủ không phải chuyện đơn giản, lạnh gần chết luôn, chỗ nào nó cũng lạnh. Cho nên nó phải tìm một cái nơi nào nó trốn nó ngủ, tìm thức ăn. Còn thức uống khỏi cần lo, chỉ nhai cục nước đá cái là được rồi. Nha, mà nó lạnh tê mau cái luôn. Như vậy thì mình thấy ở nơi khắc khổ vậy mà cũng có người ta rất là sung sướng. Ta xây dựng cái nhà đó, bắt đầu ta dùng cái lò sưởi. Ta sưởi lên ở trong nhà ngon lành, bức tường dày 30-40 cm. Ở trong trỏng á, ta cất nhiều lắm ở trong sa mạc. Như giàu á, ta ở đó. Ta sưởi cái nhiệt độ nó vừa vậy đó, ta sống rồi đó. Thấy không? Ta cũng sung sướng ở cái nơi mà rất là đau khổ. Cái đó là đang nói về vật chất. Bây giờ chúng ta đang nói về tinh thần nè. Ví dụ như cái nơi ta bà này là già, là bệnh, là chết, là sầu thương, oán giận, khổ đau. Có phải không? Cõi mình đó là khỏi sầu thương, oán giận, khổ đau. Nhưng mà nếu á, mà cái người ta tu tập, người ta đối trước với các cảnh trần mà tâm họ không có động loạn, đối trước cảnh trần mà họ giữ được tâm thanh tịnh á, hoặc là họ đắc những cái quả thánh ở thế gian này, hoặc là đắc những cái tầng thiền định á, thì là họ cũng rất là sung sướng. Trong cái đau khổ phải cảnh giới này, cảnh giới già bệnh chết không? Trong cái già mà đau khổ, trong cái già, trong cái bệnh đau khổ, trong cái bệnh, trong cái chết người ta đau khổ, trong cái chết, trong cái trả nghiệp ác người ta đau khổ, trong trả nghiệp ác, trong cái là quán thù, có nghĩa là quan trái hại nhau đó, người ta khổ trong cái quan trái đó. Nhưng mà đối với người tu tập họ xả bỏ, họ không có khổ trong đó, có nghĩa là họ bình thường trong đó. Dầu cho ai chửi, ai mắng, ai giành, ai giật, ai lừa, ai gạt gì họ cũng bình thường à. Tại vì họ biết cái thế gian nó là như vậy, gieo nghiệp, trả nghiệp. Thế gian là vô thường, là biến dị, là thay đổi. Cho nên á, tất cả những cái đó nó không phải là cái trường cũ bền chắc vậy hết. Cho nên họ không chấp. Không chấp có nghĩa là gì? Họ rất là hoan hỷ với tất cả cái biến động của thế gian này, cho nên họ không có chấp. Do họ không chấp những cái biến động, đến khi thế gian biến động họ không có đau khổ. Còn nếu mà họ chấp những cái biến động, cho đến lúc thế gian biến động thì họ rất là đau khổ, cho nên họ không chấp. Nó đổi đổi thay thay, họ biết quy luật cuộc đời vậy. Nó đổi đổi thay thay, nó thay thay đổi đổi à, không sao cả đó. Cho nên đó họ rất là nhẹ nhàng thanh thản, trong khi người khác rất là khổ. Bây giờ người khác bị người ta chửi cái cũng khổ, bị người ta sỉ nhục cũng khổ, bị người ta đối xử đàng hoàng cũng khổ, bị không có tiền xài cũng khổ, có tiền nhiều quá sợ mất tiền cũng khổ, không có người yêu cô đơn cũng khổ, mà có người yêu sợ mất người yêu phản bội cũng khổ, không có con sợ không có ai mà nói dỗi tông đường, tới có con rồi sợ nó quậy cũng khổ, đường nào cũng khổ. Vậy thì cái khổ đó là cái gì? Cái khổ đó không phải là cái gốc vấn đề, là cái chỗ hoàn cảnh đem đến.
Mà cái chỗ khổ đó là chỗ gốc vấn đề, là cái chỗ cái tâm của mình không thể đề kháng được cái hoàn cảnh mà mỗi khi nó đến. Như đó là cái gốc của vấn đề là đau khổ đó. Cho nên những bậc thánh nhân, người ta tu tập nhằm khi người ta đi khất thực, nhằm khi người ta ở am, ở cốc, có người hộ thất, người ta sống trong hoàn cảnh không gia đình, người ta sống trong cái hoàn cảnh là thiếu thốn, người ta sống trong hoàn cảnh là không có sở hữu vật chất, nhưng người ta không có khổ gì đâu, không có gì, tại tâm ta đã xả ly rồi. Tại sao người ta đã xả ly? Tại vì thấy cái thế gian này nắm bắt chỉ là đau khổ thôi, người ta xả ly. Cái người bậc trí á, ta thấy nắm bắt là đau khổ. Cái gì giữ được thì người ta giữ với tính cách là tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Giữ đó với mục đích gì? Có mục đích giữ người ta mới giữ, còn không có mục đích giữ người ta không giữ. Nhưng mà mục đích của một bậc thánh, một người tu tập á, chỉ duy nhất có một mục đích á, là lòng bi mẫn thương yêu và cứu khổ chúng sanh mà thôi. Cái mục đích đó là mục đích gốc. Có nghĩa là người ta có đầy lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên bậc thánh á, là họ ăn cũng là vì chúng sanh, họ ngủ cũng là vì chúng sanh. Là tại sao? Tại vì họ giữ thân mạng này để độ chúng sanh. Cho nên á, là trên trong cái tâm của họ là không có cái gì cho riêng mình hết á. Tại vì họ là người đã giải phóng, đã viễn ly, đã xa rời tất cả các cái ác pháp, các cái phiền não. Tuy sống trong cảnh đau khổ của người ta mà họ không khổ. Người ta trả nghiệp ta khổ lắm mà họ trả nghiệp họ không khổ. Dầu cho đó là nghiệp ác, tới họ không khổ. Cho nên gọi là Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả là chỗ đó. Bồ Tát không sợ quả. Tại sao mình gieo rồi á thì mình phải nhận? Mà mình nhận ở trong tang thương hay nhận ở trong bình thường? Cái người nhận ở trong tang thương thì họ khổ khi họ nhận cái quả báo xấu. Cái người nhận ở trong bình thường thấy rằng tính đâu họ khổ, nhưng mà họ không có khổ chút nào chứ. Là tại vì họ nhận với cái tâm bình thường. Cho nên nhà thiền thường hay gọi tâm bình thường là đạo, là chỗ đó đó. Có nghĩa là họ nhận tâm bình thường à. Tiền tới hoặc là tiền mất đi, của cải tới hoặc là của cải mất đi thì họ cũng nhận ở trong cái tâm bình thường đó thôi à. Nên gọi là tâm bình thường là đạo đó. Họ không có hồ hởi khi cái họ muốn nó đến, và họ không có đau khổ khi cái họ không thích nó hiện diện, hoặc là cái họ muốn thích mà nó ra đi, vẫn bình thường, tâm bình thường. Tại sao lại bình thường? Tại vì tất cả các cái không phải là của mình. Không có gì trên đời này là của mình chứ á, và cũng không có gì là mình hết á. Mà cái này cũng chẳng qua là duyên nó hợp lại rồi duyên nó tan ra mà thôi. Bây giờ ví dụ như á, có đất, có nước, có gió, có lửa, có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, thì nó hợp lại thành con người của mình, đó là gọi là ngũ uẩn. Và khi nó hết duyên với trần này rồi á, thì một ngày nào nó ra đi thôi. Tức duyên tới thì nó đi à, duyên hết nó đi à, không có cưỡng cầu được đâu. Có nghĩa là không có ghi lại được, không có gom lại được. Dầu người ta có tiền bạc đóng đi nữa, người ta cũng không có mua được cái thời gian. Cho nên khi mà mình có thời gian thế gian này cũng làm mình làm dạng hạnh phúc để hưởng phước đó. Chứ còn á, mà nó hết duyên rồi á, thì dầu cho một giây ở thế gian này người ta vẫn không giành giật được một giây. Dầu cho tiền người ta bạc đóng, ví dụ như tỷ phú trên thế giới, hoặc là những vị vua chúa nguyên thủ quốc gia, người ta giàu tới cỡ nào, nhưng mà người ta cũng không mua được cái thời gian. Giàu tới cỡ nào người ta cũng không mua được cái tâm an lạc và hạnh phúc. Nó không lệ thuộc vào giàu nghèo, lệ thuộc phước báo, mà lệ thuộc vào cái mức độ tu hành, mức độ xả ly của mình đối với thế gian này. Còn cái phương pháp mà xả ly là phương pháp nào đó thì tùy vào người, và có những phương pháp khác nhau. Có nghĩa là cái pháp môn khác nhau đó. Nhưng cái gốc vấn đề là gốc để xả ly được tất cả các pháp. Tại sao xả ly nó? Là tại vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình. Để trong lòng mình nó bận lòng thôi à, để trong lòng mình nó đau khổ thôi à, để trong lòng mình đó là nó nặng trĩu thôi à, chứ không có lạ gì hết á. Quý vị suy nghĩ kỹ thử coi, có phải là vậy không? Cho nên đó người ta sẵn sàng người ta bỏ hết. Bỏ hết ở đây nghĩa là gì? Là người ta không có quan tâm đến những cái gì trên đời này cả.
Người ta bỏ hết là bỏ như vậy đó, chứ không phải người ta bỏ hết là người ta đem cái nhà mình người ta đem đi cho, hay là đem cái xe người ta đi cho, đem đi xe lấy gì đi làm, cho lấy gì đi làm, đem nhà mình cho lấy gì ở, ví dụ gì đó. Cái nào cho được cho, cái nào giữ được giữ, đó mới là người trí. Chứ không phải là bỏ là cho hết, không phải. Bỏ đây là chúng ta không có dính mắc cái gì ở trong lòng á, thì đó gọi là bỏ. Chứ không phải bỏ là cho hết, có người lầm tưởng là bỏ là cho hết. Cho nên họ đem bán, họ cho đâu đó hết trơn, rồi lúc đó họ mới khổ. Là tại sao? Tại họ không có trí tuệ. Khi chúng ta còn sống, chúng ta còn phải ăn, phải mặc. Khi chúng ta làm người, chúng ta còn phải trách nhiệm nuôi con, nuôi cháu, nuôi ai đó. Mà bây giờ mình bỏ hết tất cả các cái, lấy gì để nuôi con, nuôi cháu, lấy gì để nuôi chính bản thân mình, và lấy gì để giúp ích cho xã hội, khi chúng ta là còn ở trong xã hội. Mình hiểu không? Do đó một bậc trí là họ bỏ là bỏ trong tâm. Có nghĩa là trong tâm họ không có dính mắc gì, biết đó là giả. Và cái nào cần bỏ ngoài tướng thì họ bỏ, cái nào không cần bỏ thì họ giữ lại. Vì cái nào cần bỏ, cái đó không để làm cái gì hết á, là cái đó cần bỏ. Còn cái gì để làm cái gì, ý nghĩa trong đời sống của mình thì giữ lại. Bây giờ mình xét xung quanh mình, cái đó không làm gì chân bỏ đi. Với bản thân mình á, cái đó không làm gì chân bỏ đi. Bây giờ vô nhà mình lục đi, cái đó là ở trên hình tướng đó. Mình vô mình lục nha. Đâu kiểu xót từng món coi. Còn cái mà mình không có làm gì hết mình cũng giữ lại. Cái chúng ta sử dụng nó chúng ta cũng giữ lại. Nên bữa trước tôi nói là ở trong quận 10 đó, có cô kia cái gì cũng giữ lại hết. Cái lầu 3 từng mà đầy nhóc hết trơn, không có chỗ đi luôn đó. Còn chuột nó chui chổng không có đuổi ra được luôn á. Mấy đứa con khổ dữ dằn lắm. Nói kêu má cho người ta bớt đi không, kỷ niệm của ba mày, kỷ niệm của ba mày cứ vậy không. Cái sườn xe đạp, cái tủ, cái cánh cửa, cái gì cũng để lại cho ngó bỏ cái gì hết trơn á. Tới ngày mấy đứa con chịu hết nổi nhờ thầy. Đi ngang là thầy má con nghe thầy à. Nên thầy lại làm sao nói cho má con cho này bớt chứ nhà không có ở, không có chỗ ở, không có chỗ sinh hoạt chứ, mà để đồ cứ ngắt hết trơn à. Thầy thấy vậy bữa đó giảng mà ghé ngang, mới nói cổ là đồ không xài thì bỏ đi, mình dính mắt dữ lắm, dính mắt tôi không có đắc đạo. Vậy bỏ nghe, cái cổ nghe, cổ là bỏ, con bỏ. Rồi vừa nghe nói xong kêu xe lại dọn liền. Ơi dọn mà ginh món đồ cổ hót ruột, ginh món đồ cổ hót ruột. Thầy đâu dám đi, ở đó cho cổ dọn cho xong chứ giờ ginh cổ hót ruột. Bây giờ còn cái vụ nữa, ở dưới là xã Quy Đức ở dưới này nè, cũng có trường hợp gì nữa nè. Bây giờ mà chưa có cho. À, tức là mấy người con á thì muốn bỏ một số cái, ví dụ như cái gì không xài bỏ. Ví dụ như cái thao củ xì không xài để đó đông đông đó. Rồi cái vỏ sách, rồi cái thùng giấy, cái gì đó quá trời quá đất, để tùm để quá trời đầy nhà chứ á, mà không xài chứ á. Ai cho đồ cũ gì cũng lấy ở sớm á, người ta cất nhà đó, rồi người ta bỏ ra bàn ghế này nọ còn tốt đó, gom về hết. Chén đũa thao son gì người ta cất nhà mới, người ta bỏ mấy cái cũ mà người ta thấy không có đúng cái tầm của nhà người ta bỏ hết chứ à. Rồi đầu mới gom về, xin, quen nó xin gom về, đầy nhà hết chất, đầy nhà, cũng không có xài cái gì. Cho nên á, làm cho cái nhà nó bị chật hẹp, và những cái đồ cũ á, đem vô á, nó móc meo đồ phía trong, mình đâu có lau chùi đâu, nó móc meo phía trong. Rồi nói chung là nó không có sạch gì hết đó. Cho nên có những người ta không chịu bỏ. Vậy thì mình bỏ ngoài tướng bỏ cái gì? Bỏ những cái gì mà không cần xài bỏ đi. Còn những cái gì cần xài thì hãy để lại. Cái gì thiếu không có xài thì sắm thêm. Ví dụ cái đó mình cần xài mà thiếu không có. Ví dụ như á, cái nồi cơm điện, mình phải có nồi cơm điện để nấu, mà giờ mình không có nồi cơm điện. Vậy thì đi mua nồi cơm điện đi. Có nghĩa là chúng ta xài mà không có thì mình hãy đi mua thêm, đi kiếm thêm. Còn có mà không xài thì bỏ đi, có mà xài thì giữ lại. Cái đó mới là bậc trí á.
Đối với nhà mình mới biết, cái nhà người ta lại người ta không biết đâu. Đừng có bao giờ để người ta dọn đồ nhà mình, người ta không biết cái nào giữ lại, cái nào xài được đâu, người ta không biết đâu. Mà hãy chính mình làm điều đó. Cái gì không có thì kiếm về mua về. Cái gì có mà không xài thì cho người ta, hoặc là bán đi. Cái gì á, xài thì hãy giữ lại. Quý vị thấy cái đó gọi là cái người mà biết xả. Khi chúng ta là người cư sĩ tại gia biết xả, cho nên mình lạo từ trước ra sau trong nhà mình á, coi cái gì có mà không xài bán hoặc là cho. Có những người cả ngàn bộ đồ vậy đó, để đó không cho ai, 3-4 năm chưa mặc tới bộ đó nữa, xếp cất góc tủ á. Có mà không xài cho đi. Mình á là xác định không xài thì mình cho. Còn có mà lâu xài á thì để lại ít thôi, vừa đủ thôi. Ví dụ như đồ lạnh rồi ha, đi mấy xứ lạnh, lâu lâu mới đi Hàn Quốc, lâu lâu mới đi mà nước ngoài, cái Nhật Bản đồ lạnh, Đài Loan đồ lạnh. Trong mùa lạnh lâu lâu mới đi một lần, mấy năm mới đi một lần thì để lại 1-2 bộ đi thôi. Chứ đâu mà để nguyên tủ đồ lạnh mà đâu, mấy năm mới đi một lần, để nguyên tủ làm gì, ví dụ như vậy đó. Nên á, người ta á là xả bỏ nó nhẹ lòng lắm. Gì không xài cho, gì xài giữ lại, cái gì thiếu thì là sắm thêm hoặc là xin tạo thêm đó. Cái đó là ở ngoài tướng, ai làm được cái gì á thì người ta sống thảnh thơi, gọi là sống tùy duyên đó, sống thảnh thơi lắm. Nhưng mà về cái góc độ của tâm, góc độ của tâm á là phải bỏ hết. Góc độ của tâm là phải bỏ hết. Bỏ hết là bỏ cái gì đâu, điểm danh giùm con đó thầy. Tôi nói bỏ hết là bỏ hết chứ còn điểm cái gì nữa. Vậy chứ không lẽ cái nhà cũng bỏ luôn sao, vàng bỏ luôn sao, người yêu bỏ luôn sao, hay là chức vụ bỏ luôn sao? Ở đây nó tới cái tâm. Bỏ nghĩa là gì? Không dính mắc tới nó, chứ không phải là bỏ là không có giữ nó. Không dính mắc tới nó nghĩa là gì? Nó có thay đổi biến dị thế nào mình vẫn bình yên bình thường à, như như bất động. Ví dụ như chức quyền để mình làm tổng giám đốc, mà giờ hết nhiệm kỳ người ta lên mình xuống cũng bình thường. Trời ơi, có nhiều người xuống xuống không nổi, xuống chứ giờ nằm ở trong nhà đóng cửa lại ổn định tâm lý cả tháng luôn. Ngày xưa nè, kẻ đón người đưa, ngày nay ăn mắm ăn dưa mình. Cho nên á là người ta buồn lắm. Nhưng mà mình biết rằng á là cái đó cũng tạm bợ, mình đã xả trong tâm rồi, bỏ trong tâm rồi. Nên bây giờ hết cái nhiệm kỳ làm giám đốc thì ai làm đi, lên rồi mình xuống thôi, tùy duyên. Ai phân công đâu làm đó, tùy duyên. Nên có nhiều người làm chức lớn đi xuống làm chức nhỏ, người ta cảm thấy người ta mặc cảm, người ta cảm thấy buồn lắm. Ví dụ từ làm giám đốc cái xuống làm bảo vệ, cái ta buồn lắm, ta làm đâu có nổi. Nhưng mà người ta đã xả trong tâm rồi đó, không sao chứ. Người ta nghĩ là có việc làm quý, nên việc nào làm cũng là làm cho nhân loại, làm cho chúng sanh. Ta nghĩ vậy là nói quý. Mình đừng có nghĩ cái chỗ danh dự, mà mình nghĩ chỗ phục vụ á. Nghe mình làm này đó, phục vụ cho con người, phục vụ cho chúng sanh, thì chỗ nào làm được chứ. Không có nghề nào cao cả, cũng chẳng nghề nào thấp hèn. Nhưng mà mình á nghĩ tới mặt mũi á thì bắt đầu có cao cả thấp hèn, nghĩ đến danh dự thì có cao cả và thấp hèn, là mình bị tám gió cuộc đời nó chi phối đó. Có nghĩa là được mất, thành công thất bại, khổ và vui hơn thua. Cho nên đó là mình sẽ khổ với nó mà thôi. Nhưng mình thường hay sĩ diện, rồi thường hay mặt mũi lắm. Tức là đó ai coi, rồi mình quê. Ví dụ ngày xưa mình làm tổ trưởng, bây giờ xuống cho mình làm tổ phó, cái mình quê. Đa phần người ta nghĩ người ta không làm, ví dụ như đó. Cho nên á là cái đó cũng là bình thường thôi, đó cũng không phải là đúng sai gì cả.
Nhưng ở đây chúng ta đang nói tới cái sự buông bỏ và không có buông bỏ trong tâm của mình. Chúng ta đang nói tới tu, góc độ của tu tập. Cái người mà buông bỏ từ ở góc độ của tâm mình á, cái người đó sẽ hạnh phúc nhất. Tại vì họ không có gì để bận lòng cả. Bởi vì bữa đó đó, có cái cô kia cổ nói cổ làm giám đốc, cái cổ lên trên Facebook á, cổ mới nói là cổ đang ngộ ra một điều. Khi có cái gì á thì là mình bận lòng bận tâm khổ với nó. Thật sự người ta hạnh phúc khi người ta không có cái gì cả. Cho nên bây giờ á là cổ về cổ bán nhà, bán cửa, bán gì hết, cổ đang làm giám đốc, cổ để lại giám đốc cho người khác luôn. Cổ một cái mình không thôi thì cổ không có lo lắng gì cả, nên hạnh phúc sẽ đến với cổ. Ôi ơi, thầy đọc cái đó mà thầy cười. Biết nói làm sao nữa à, nghe. Về bỏ thử đi rồi thấy hạnh phúc hay là đau khổ. Cái đó thật sự đó có gì. Người ta không có hiểu, nhà Phật nói bỏ bỏ trong tâm. Cho nên cổ lý luận á, mà nhiều người hưởng ứng lắm, like, trời ơi like, thấy mấy chục ngàn like á. Là bỏ hết thì không có bận lòng bận tâm. Còn mình có gì là bận lòng bận tâm với cái đó. Người ta lý luận đó, cho đó người ta bỏ hết những cái của cải vật chất trên đời, thậm chí đôi dép luôn, bỏ luôn là đi ra chân không luôn. Rồi đi thời đi ăn đi, rồi nó hư cái chân, rồi mới biết. Rồi bỏ hết, không tiền không bạc không làm ăn gì đi, rồi nó bệnh rồi mới biết. Tiền đâu chị? Rồi cha mẹ mình cần, rồi tiền đâu giúp đỡ? Thậm chí á, cái nhà mình ở không có, thậm chí á, miếng ăn không có, tại mình đâu có làm gì nữa đâu. Bỏ hết là tiền cho người ta hết là vân vân. Quý vị thấy không? Cái đó là mình hiểu sai. Nhà Phật không có dạy vậy. Nhà Phật dạy tức là chúng ta không có động tâm trước các cái cảnh trần, không có dính mắc. Có nghĩa là bỏ hết là bỏ, là không có chấp thủ với nó. Tức là chấp là giữ chặt, bỏ là buông ra. Chứ không có nghĩa là chúng ta không có sở hữu cái gì trên thế gian này về mặt pháp luật. Không phải. Chúng ta có sở hữu hay không là tùy vào cái sử dụng của nó. Ví dụ như ở vai trò của mình cần phải có cái gì để hoạt động. Bây giờ ví dụ như mình đi giảng đi thì phải có cái xe đi tới đi lui, chứ không có xe lấy gì tới đi lui. Thậm chí bây giờ ở những cái nơi trường học người ta cần cái máy chiếu thì mình phải có cái máy vi tính để mình xài, mới có máy chiếu với chứa dữ liệu chổng, để mình còn đem cái đó lên để làm cho cái bài giảng của mình nó chứa chổng. Thậm chí có cái điện thoại để người ta liên hệ giảng mấy giờ, đổi giờ thế nào, người ta mời giảng thế nào. Quý vị hiểu không? Bắt đầu á, tùy vào cái vị trí vai trò của mình mà mình cần những cái gì để nó tồn tại trong cái vai trò đó. Cái mục đích để làm gì? Để làm lợi ích người ta, làm lợi ích chúng sanh. Cho nên quý vị đừng có nặng nề về cái có cái không. Mà cái có cái không này là nó lệ thuộc vào cái sử dụng của nó, giá trị sử dụng của nó, chứ không phải là giá trị của nó. Giá trị sử dụng hai cái khác nhau. Giá trị là nó bán được nhiêu tiền á, còn giá trị sử dụng nó để làm cái gì á. Có những cái có giá trị mà không có giá trị sử dụng. Có những cái có giá trị sử dụng mà không có giá trị. Có những cái vừa có giá trị mà vừa có giá trị sử dụng. Bây giờ ví dụ ha, có những cái nó rất là quý nhưng mà nó không có giá trị sử dụng. Có những cái là nó không có quý mà nó có giá trị sử dụng. Bây giờ ví dụ như cây quạt đi. Cây quạt bằng cây quạt mo này, quạt mo của một bòm đi. Nó có quý không? Cây quạt mo nó có quý không? Vậy nó không có giá trị để bán buôn. Nhưng mà nó có giá trị sử dụng. Có nghĩa là để làm quạt làm mát cho mình. Nhưng mà giá trị để bán á, thì nó không có giá trị mà nó có giá trị sử dụng. Thấy không? Ví dụ như vàng, nó vừa có giá trị sử dụng là để làm gì? Vàng á, ta để làm trang sức à, rồi vàng á, để làm của. Rồi vàng á, là để làm vật ngang giá bán.
ngày xưa có đồng đồng tiền vàng, rồi thậm chí có những cái bài thuốc mà người ta mài vàng ra để uống đó, đó làm thuốc được đó. À, thầy đọc ở đâu trong cuốn sách cổ phương á, có khi người ta sử dụng vàng. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là cái giá trị sử dụng nó có cao chừng nào á, thì người ta quý nó chừng đó. Nên á, có những cái á, người ta rất là quý nhưng mà người ta không có sử dụng được nó. Quý gì để đó, để coi chơi, không có xài làm gì hết trơn. À. Nhưng mà đa phần đồ quý á, thì cũng có xài ở góc độ nào đó, nhằm khi nó ít. Ví dụ đồ cổ người ta để một viện bảo tàng, không có dùng làm gì chứ, mà dùng để làm gì, dùng để người ta chiêm ngưỡng, người ta tham quan, cái đó cũng là cái dùng của nó đó. Chứ bản thân của nó thì không dùng cái gì chứ, dùng hư sao. Ví dụ như cây dao cổ mà mình đem ra mình sắc chuối hay làm gì đó, nó hư cây dao người ta sao, người ta không cho đụng vô nữa. Đồ cổ lại mình triển lãm là tay cấm, không có được sờ vào cái hiện vật, tại cái tay mình mồ hôi nó làm giảm tuổi thọ của cái hiện vật đó đi. Cho nên nhầm khi người ta còn lọng trong kính, người ta rút hết không khí ở cái môi trường chân không á, để bảo quản cái đó nó tốt hơn, kéo dài thời gian đồ cổ đó ra. Còn ở đây đồ cổ mình cầm lên cầm xuống trên tay nè, cái hơi người đó nó làm cái độ ẩm, làm độ ẩm nó dễ dàng nó phá hủy cái đồ cổ đó đi. Nên ở trong tâm mình đó, mình luyện sao á, là giàu cho bất kỳ cái hoàn cảnh nào mình không có dính mắc cái gì hết trơn á. Là tại sao không dính mắc? Là tại vì không có gì đáng để cho mình dính mắc hết trơn á. Tại sao? Tại vì không có cái gì mà nó là mãi mãi chứ. Nó biến dị, nó thay đổi chủ, nó thay đổi hình dáng, nó thay đổi cách thức. Không có gì nó còn mãi mãi trên đời này hết. Cho nên những cái gì nó xuất hiện, mình cũng không có ngỡ ngàng. Cái gì mà nó ra đi, mình cũng không có phủ phàng. Dầu cho cái đó mình nghĩ là mãi mãi không bao giờ nó ra đi, nhưng nó hết duyên nó đã sẽ đi đó, quý vị tin không? Nên có nhiều người á, sống một cái gia đình rất là an vui hạnh phúc. À, thầy có nói á, là có một cái cô Phật tử, gia đình có cha, có mẹ, có anh, có em, vui lắm. Nói thiệt á, là thương yêu nhau dữ lắm. Đùng cái người cha là có cái người ở bên ngoài về á, cắn đắng với cái người mẹ, tức là người vợ á, rồi quyết định ly hôn. Ổng mới có vợ khác, cái gia đình tan nát từ đó. Những người con không chấp nhận được cái đó. Những người con cứ nghĩ là cái gia đình, trời ơi, an vui hạnh phúc, có cha, có mẹ, có người thân của mình. Mình cứ nghĩ là cái cảm giác đó, cái dòng cảm xúc đó, nó mình muốn giữ lại cái dòng cảm xúc đó, tại nó rất hạnh phúc. Khi có một cái mái ấm, có anh cha, có mẹ, có anh, có em, cùng coi phim, cùng đi chơi, cùng ăn uống, dân dân nó hạnh phúc nào bằng không. Nhưng mà đùng một cái nó ra vậy đó. Cho nên cái người con bị stress, bị trầm cảm, chịu không nổi cảnh đó. Nếu người đó mà họ có tu tập, họ biết là tất cả cái nó là quy luật của vô thường, có hợp có tan. Cho nên họ xả bỏ, họ diễn ly khỏi cái tâm mình những cái đó. Cho nên cái đó tới họ thấy nó cũng là bình thường. Có thể họ chưa đắc quả thánh, họ buồn chút xíu, nhưng mà họ đã có chuẩn bị tinh thần về cái đó. Còn mình không chuẩn bị tinh thần, người ta sốc. Người ta gọi là sốc. Sốc là một trạng thái thay đổi, nó đột ngột, người ta không chuẩn bị được tinh thần. Nhưng mà con nhà Phật là người ta chuẩn bị trước tinh thần. Thế nào nó cũng đến. Thấy hợp vậy đó, mình chuẩn bị trước cái tinh thần tan đi. Và thấy tan đi, mình chuẩn bị một cái tinh thần hợp cái khác là vừa. Và khi chúng ta đến cuộc đời này, mình chuẩn bị ra đi đi. Và khi ra đi, người ta chuẩn bị tới cái chỗ khác đi. Đó là thật đấy. Khi mình đến cuộc đời này là phải chuẩn bị đi đó. Và khi đi á, là chuẩn bị đến đó. Tại đi khỏi này đến chỗ khác.
đến này là chuẩn bị khởi rời đây, đến đây có nghĩa là sắp rời đây, và rời đi đây có nghĩa là đi đến chỗ khác. Vậy thì mình có hai cái chuẩn bị rời đi và chuẩn bị cái nơi đến. Vì rời đi ở trong cái không liên tiếp, cái nơi đến, cái nơi mà tùy nghiệp duyên. Cho nên nhầm người á, không thích cái nơi đến. Nếu chúng ta gieo nhân ác á, đến cái cõi ác mình đâu có thích đâu. Nên mình rất là khổ đau trong cái nơi đến. Và ra đi mình liếng tiếc những cái gì mà mình không muốn mất mà nó phải mất. Cho nên sầu thương oán giận trong ra đi. Đến cái nơi đến không thích thì đau khổ. Đi không muốn rời khỏi cái nơi ra đi cũng đau khổ. Cho nên cái người không khổ là cái người ra đi không liếng tiếc, đến thì tùy duyên. Tại vì chúng ta chưa làm chủ được tâm, ta chưa có sanh tử tự tại, thì chúng ta sanh tử theo nghiệp. Cho nó đến gặp gỡ ở đâu là tùy duyên, và nó có rời khỏi mình đi đi nữa cũng là hết duyên. Nên bình thường, nên có nhiều người ta chuẩn bị cái tinh thần đó, tâm lý đó đó, nên người ta bỏ hết người ta tu. Bỏ nghĩa là ở trong tâm ta, người ta không có vướng bận vướng mắc cái gì cả. Bắt đầu là ta ngồi lặng lặng, ta đọc cư, ta thiền định, ta tu. Ta học các cái phương pháp thiền định, học các cái đề mục thiền định. Rồi người ta làm sao để tồn tại một cái đời sống, có nghĩa là mình vẫn sống được. Trong cái thời gian vẫn sống được đó, người ta tập thiền định, tập giới, tập định, tập tuệ. Người ta âm thầm người ta tu. Ta ngồi ta tu, ta đi đứng nằm ngồi ta tu. Ngồi tu tức là ta tu thiền samatha, đi đứng nằm ngồi ta tu tức là tu thiền định vipassana, tu chánh niệm tỉnh giác. Lúc nào người ta cũng tu. Dù như đang tiếp xúc đang đây, nàng ta vẫn biết chính mình. Nghĩa là ta vẫn á là rõ biết. Đi rõ biết đi, đứng rõ biết đứng, nằm rõ biết nằm, ngồi rõ biết ngồi. Đi chỉ có đi, đứng chỉ có đứng, nằm chỉ có nằm, ngồi chỉ có ngồi, làm gì biết đó. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Là người ta đang tu đó, mình giữ cái chánh niệm tỉnh giác đó có nghĩa là gì? Mình á đang tu tập. Mình không có bị thất niệm. Nên lúc nào có như lý tắc ý để nhắc nhở điều đó. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là gì? Luôn luôn lúc nào quan sát những cái tự nhiên mà nó diễn ra ở trên thân và tâm của mình, hãy quan sát lấy nó. Hãy nhìn nó diễn ra mà không có can thiệp gì nó hết. Nó có như thế nào, hãy nhìn như thế đó. Nó diễn ra như thế nào, hãy nhận diện như thế đó. Không có một mảy may gì mà mình đau khổ với nó, mà hãy nhìn nó thôi. Nhìn nó là ai? Nó là chính mình đó. Suy nghĩ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, tiếp xúc gì, có cái gì, không có cái gì, tăng trưởng cái gì, giảm thiểu cái gì, động chuyển cái gì, đi như thế nào, đứng thế nào, ngồi thế nào, nằm thế nào. Bắt đầu người ta tập. Tập đó là tập thiền quán, tập chánh niệm tỉnh giác. Và tập giữ được cái tâm thanh tịnh là giữ tâm không không á, giữ tâm không có gì trong đó đó. Không có gì lại nghĩa là gì? Đối trước cảnh trần chúng ta thủ hộ thân và tâm, cho nên á, đối vào bất kỳ hoàn cảnh nào không bao giờ có xuất hiện tâm phiền não là sanh ra. Là người ta an trú trong tâm thanh tịnh. Do an trú trong thanh tịnh nên người ta ít có gieo nghiệp và người ta không có phiền não. Mà được an trú trong tâm thanh tịnh đó thì cái người này á phải an trú trong chánh niệm, đi đứng nằm ngồi. Nếu có thời gian á là ta chéo chân ta ngồi thiền định. Nên một cái lần mà chúng ta hít thở ra vào, hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, ta ngồi ta xả ly nhẹ nhàng như vậy, bắt đầu ta quan sát cái hơi thở vào thiền samatha.
Hoặc là người ta quán hơi sát hơi thở ra vào, quán thân trên thân trên, đề một hơi thở, nhập tức xích tức niệm anapanasati. À, nhìn vào ở đó thấy những cái nó đang diễn ra, nó đang động chuyển trên thân và tâm của mình. Người ta bắt đầu có một sự an lạc hạnh phúc với cái điều đó, tức là an lạc hạnh phúc với cái không có phiền não, an lạc hạnh phúc với cái chánh niệm, an lạc hạnh phúc với cái tu của mình mà không bị trần câu thúc, không bị cuộc đời này nó làm cho ta ám ảnh, sợ hãi, sầu thương, oán giận với nó. Tập anh ơi nói, còn người ta nói trời ơi xỉu lên xỉu xuống thôi rồi. Thôi, cái người kia nói bà, nói anh, nói chị đó nát hết chừng, nói xấu này xấu kia, đứa nào nói trời ơi giận xăm rồi thôi rồi à, chết với phiền não rồi còn gì nữa, động loạn với trần cảnh rồi, chết với phiền não rồi, đau thương với chúng sanh rồi. Làm gì khó lắm thầy ơi, đây không phải là khó dễ mà có làm hay không, còn khó dễ tính sao. Cái người dễ là người có phương pháp, cái người dễ là cái người có căn tu, cái người dễ là cái người có thực hành trước đây, cho nên nó trở thành dễ. Như vậy bây giờ khó có nghĩa là mình cố gắng làm thì sau này nó dễ, đúng không? Ví dụ kiếp trước mình có căn tu là kiếp trước mình có làm rồi, nên kiếp này mình làm lại nó bình thường. Vậy thì mình chưa làm thì bây giờ mình làm thì sau này nó mới bình thường. Chứ giờ mình nói khó quá không làm luôn thì làm sao sau này nó dễ được. Dễ bây giờ có nghĩa là nó khó trước đây, khó bây giờ nó nghĩa là dễ về sau, đúng không? Ví dụ như mình tập luyện cái gì cũng vậy đó, tập thời gian là mình điêu luyện hả? Quý vị không tin hả? Nội rút chân nhang thôi. Ở chùa đó có ban hương đăng, hồi thầy mới đi xuất gia rồi, rút cái tay chân nó phỏng nát hết trơn luôn. Mình rút lên nó rụng cái chân nhang xuống, nó phỏng nát tay chân mình chân á. Nhưng sau này á mình mới biết lấy cây gõ nhúc, đứng là cúng sao đó trời ơi. Hoặc là khách đồng đó, bắt buộc người ta cầm nhiều quá, khói mịt mù hết, người ta ngộp sao, bắt đầu rút bớt. Mình lấy cây mình gõ, ghiết rồi quen. Rút không có tàn nhang nào rơi xuống phỏng luôn. Xe cũng vậy nè, tập lái xe hơi, người ta tính đâu có nhiều người, người ta bỏ cuộc ta lái không được, nhưng ta cố gắng tập đi tập lại tập tới luôn quen. Có những cái nó rất là khó, ví dụ như cái đồ đi trên mặt nước á, nó có hai cái tấm lướt, một tấm lướt dưới tấm lướt trên, nó liên hệ nhau bởi một thanh ngay giữa thôi. Bắt đầu ta lúc lắc là nó lên mặt nước không. Bây giờ người ta đi bằng cây đó đó, mình không ngờ đâu, có hai cái miếng dán thôi, có cây ngay giữa thôi, nó đứng lên đó lắc là nổi lên mặt nước, đi mà không có thiện, không có bờm gì hết trơn á. Mà tập đó khó lắm đó, tập lâu lắm tập mới được. Tại sao tập lâu lắm mới được? Tại vì mình nhảy lên cái nó chìm, phải leo lên nhảy lại à, lâu lắm tập đó mới được. Còn trên bờ nó dễ lắm, bờ đạp xe nè, làm đạp cái nó ngã ngang cái mình dậy lên đó, làm đạp nữa. Còn đó là mình đứng lên cái nó chìm xuống sông, cái bắt lội lên trên bờ làm lại, cái đó nó mới căng đó. Tại vì mình đứng lên cái nó chìm xuống, đâu có nổi lên đâu. Hai cái miếng dán trước, miếng dán trên này có cây ngay giữa à, nó lắc là nó nổi lên liên tục, là giờ đi tới lắc cây nhào tới. Ai chế ra đó cũng hay đó. Bây giờ có số nơi á là người ta sử dụng cái đó, ta đi qua sông ta sử dụng cái đó, không có thiền bồm chứ á. À, có cây đó nhảy xuống lắc chạy qua sông mà trên mặt nước luôn. Thôi hết giờ thằng nghĩ mà sao học tiếp. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh giám mít tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, và người ta giả danh chùa danh thầy để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị nào có thiệt hại về tiền bạc á, thì quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Quý vị nào biết thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918 270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Rất tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như Phật điện.
Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.